không phải vong mà tự nhiên mình tới mình đuổi người ta đi, mình mời người ta đi. Đó, mình phải có chỗ tu tập cho người ta, mời người ta đi, không phải tới mình trắng yểm linh tinh hết, người ta không có chịu. Yeah. Tại sao mà người ta tới không phải gỡ cái lá bùa trên nhà ra, người có nghe không à? Dạ có. Ủa bây giờ bông này là mình làm gì cúng? Cho cái ông thầy nãy ông cúng đó. Ờ, anh này thầy mới lại phải không? Đúng rồi, ông thương niên đà với lại cúng bông rồi. Cúng cơm. Giờ thầy lại cúng tiếp. Quý chú thấy không? À, ngôi nhà này thầy rất là nhiều rồi. Hình như là 5-6 ông rồi ha. 10 ông rồi. 10 ông thầy rồi đó cô chú anh chị. Mà bây giờ vẫn không xong. Bây giờ tiếp tục thầy mới lại kêu cúng tiếp. Cần mua gì nữa không? Giờ này đi mua gà nữa. Giờ là mua bông rồi mua đi mua gà nữa rồi. Bây giờ lại tiếp tục mua gà cúng. Thật sự quá trời khổ, nhà này khổ dữ rồi cô chú anh chị. Hết người, hết thầy này tới thầy kia mà dẫn cháy, nó không hết luôn. Nó cúng xong rồi nó càng cháy cô chú. Thì rất là mong có duyên nào đó ông thầy nào thật sự giúp cho gia đình của cô Năm, cho nó được tai qua nạn khỏi, được đừng có cháy nữa, quần áo riết mà cháy hết luôn, không có đồ mặc luôn. Kiểu này mai mốt chắc hết mặc đồ quá. Sao rồi, qua đây. Sao em, tại em cháy phải không? Trời ơi, tự nhiên anh nói tại em cháy mà em có làm gì đâu cháy. Em có làm gì không? Không, em có làm gì đâu. Gia đình này đồ ai cũng cháy chứ. Đồ ai không cháy à? Hình dạ. Như trong người em là anh Úng nói em có lửa nhiều phải không? Đâu lửa đâu ra. Anh có lửa không? Có lửa đâu nè. Kìa, mới cầm lửa kìa. Chú thấy thật sự là nhà này ai cũng cháy chứ không phải riêng là em này cháy. Nhiều khi mình nói thì tại anh Út chắc có lẽ là nói chơi. Chứ thật sự là nhà này ai cũng cháy hết cô chú, chứ không phải là riêng biệt là em này cháy đâu. Anh Út là nói cho vui, thật sự nói chơi thôi. Chơi chứ ai cũng bị cháy để nói chứ, bé Út buồn. Buồn bỏ đi báo nữa. Thì hôm nay mấy bữa nay đăng lên là cũng có mấy anh là cũng để ý Út lắm rồi. Ai cũng cháy hết á, nhà này từ lớn tới nhỏ, thằng bé mà mười mấy tuổi á, ý 2 tuổi mà cháy mười mấy lần á cô chú. Dạ mười mấy lần. Mười mấy lần luôn, 14 lần luôn. 14 lần. Em chào chị. Thôi, đừng quay hả? Không quay lên màn hình ha. Dạ. Sao cô Năm ngồi cú gũ vậy cô Năm? Tiền ra nữa, không cú gũ. Sao tới nữa. Tới nữa rồi. Rồi gán, hy vọng là lần này sẽ hết cô Năm. Hy vọng lần cuối. Lần cuối ha. Lần này là lần cuối là bữa nay. Ngày mai tiếp. Ai mua? Dạ tôi nói hồi nãy không có gà, mày nói gì với nhau hả? Gà nhiêu cô Năm? Không biết nữa. Chỗ nhỏ bán... Thôi bây giờ con hỗ trợ cho cô Năm 200 ngàn mua gà đi. Rồi vậy cho cô Năm khỏi, để cô Năm thấy tội quá cô chú anh chị. Cô Năm cười đó. Bây giờ anh đưa 500 cho cô Năm cười nữa. Ôi, đưa 500 cô Năm khóc á. Đây 200 ngàn con hỗ trợ Năm mua gà cũng nè. Nè đi mua gà đi. Ở bên lần này là lần cuối. Làm không nhà tiền đâu làm đâu có tiền. Lần cuối bữa nay thôi, ngày mai khác. Ngày mai khác nữa sao? Ngày mai coi chừng nước ngoài lỡ cất nhà mới cho bà. Nước ngoài giờ nó hứa tuần sau nó về. Bộ tính bộ nhà cháy luôn á sao? Nước ngoài về nước ngoài ở. Cái Việt Nam ở khổ quá hả? Ở khổ quá. Ở không yên luôn. Qua nước ngoài ở đi, giờ không ở Việt Nam nữa. Ra ngoài rồi chưa kịp ở, nước cháy nước ngoài nó giết bà chết liền. Từ quá trời khổ rồi cô. Vì năm nay có nước qua y cắt á. Nó bơm đạn nhiều. Kẹo gì, kẹo gì năm vui. Quá trời khổ rồi. Hết gì rồi. Vừa mà giờ đâu có sợ súng đạn. Vừa được yên ổn được đêm á cô Năm. Ngủ ngon được nghiêm ngáy khò. Tối nay là mở mắt trắng giờ mắt luôn. Sao tụi bay tao ngủ tụi bay quay làm chi vậy? Quay cho biết cái cảnh khổ là thức nguyên đêm trắng giờ con mắt. Quay hồi nào nữa? Buổi sáng sớm lại. Trời, sáng sớm quay lại quay mà đang không chảy keo vậy luôn. Ừ. Trời, sợ không có đi. Ngủ. Tại thức sáng đêm mà sáng đêm vừa nhắm mắt được. Không. Nằm bữa nay mắt gèn luôn. Thâm quần gèn luôn luôn. Sao ngủ được, mắt đổ gèn luôn. Không có ngủ. Ngầu đó cái tự nhiên cái nằm luôn. Thấy ai quen rồi nữa.
không nó bị trái vô, sợ vô. Ai nắm xem trái à, cái lưng á. À xem trái lưng dục áo luôn đó. Ừ, bởi vậy số mặn mày hên dạ. Nói chuyện thị con thị đỡ cho nó bữa tới bằng đồ đẹp không, bữa nay bằng đồ cũ cũ nè. Dạ. Cháy luôn. Bữa hôm trước có đi vô thăm về rồi thấy trái sợ quá. Cái nghĩ mấy ba vô. Cô chú anh chị, đây là một người lạ và lại đây cháy dục áo bỏ chạy. À, chứ không phải là người quen. Dám tận ốc khác nữa đâu. Giờ cõi để xa cô Năm ơi. Này hết rồi không sao mày. Cô Năm ơi, hôm nay con nghe nói là cô có cúng rồi hả? Cúng rồi. Mà vẫn còn nguyên đang chuẩn bị cúng nữa nè anh. Đang chuẩn bị cúng nữa. Hiệp 2. Đợt 2. Còn hiệp 3 ông cô Năm? Hả? Còn hiệp 3 ông? Không biết. Hay là từ bỏ? Lại Chúa tôi rồi. Khổ quá. Cứ mà ở nhà mà của cô chú biết là không có làm gì ra tiền hết. Giờ đang bị cúng kiến. Cúng kiến. Tôi nghĩ cái bà đó hai vợ chồng còn 100.000 nữa 10 triệu á. Đúng 100.000 nữa 10 triệu. Mấy rồi. Anh chị Út đó cô Năm. Ừ. Dạ. Không hết bà con hơi buồn á. Dạ đúng là buồn. Ai không buồn xuất tiền của. Xuất tiền của mà cũng không, không hết. Không hết buồn chứ. Dạ. Ý người ta muốn đi cúng giữ xã cho mình ăn tắt nổi tiếng. Dạ. Mà lọt hợp mấy ông này cho người ta chìm. Cái tâm chìm luôn ha. Thật sự anh chị Út á không phải là muốn nổi tiếng đâu mà là muốn xuống đây để giúp đỡ cho gia đình của cô chú Năm lợi cúng với lợi người ta cúng cái dân dạ. Hô trên đây có cái gì xấu gì Năm đừng nói nha. Không, ông gái là hay cái ông Út đó dạ. Ông này nổi lên bắt đầu gõ luôn á. Chào thầy. Dạ. Nói chung là 7 giờ là cái anh nói vui đó nha. Đây là thầy chuẩn bị cúng nhà của cô Năm lần 2 của chú. Thầy có thể cho con hỏi thăm tiếp. Thầy vừa bước vô thầy có cảm giác về cái ngôi nhà này như thế nào không thầy? À, hôm nay thì cũng chia sẻ cho anh em biết luôn. Dạ. Còn các thầy khác tới đây thì không biết như thế nào. Dạ. Hôm nay mình là người đến sau cuối cùng rồi. Dạ. Mình để cho các thầy làm xong cúng từ sáng tới giờ đúng không? Dạ, con cũng thấy thầy là từ sáng tới giờ thầy đợi. Nhưng mà mình cho mời các thầy, thôi các thầy cũng cúng thì để các thầy cúng trước. Dạ. Chứ ai nói ở đây là có như thế nào đúng không? Dạ. Mình chia sẻ đây, phải là trên đất này là có âm. Dạ. Là năm. Năm người á thầy. 4 nam và 1 nữ. Dạ, là thầy thấy. À, lúc nãy đó thì mình chứng minh mình gọi một vong linh cho mọi người cùng kiểm chứng đó, dạ, đúng không? Dạ. Tất cả mọi người cùng kiểm chứng chứ phải riêng một người nào hết. Dạ. Cả gia chủ, không dạ. Một người nào là cũng được, đúng không? Dạ. Đó là mình chứng minh về thằng tâm linh. Dạ. Vì cái phần tâm linh thì mắt thường không thấy được. Dạ. Nên mình mới dùng một tờ giấy hoặc đồng xu mình gọi họ lên cho mọi người kiểm chứng. Dạ. Mọi người cùng thấy. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó là cách chứng minh đơn giản nhất. Dạ. Tâm linh. Dạ. Bình thường mình dù mình có thấy người ta mình chỉ cũng đâu ai thấy đâu. Dạ, đúng không? Thường người khác đâu thấy được. Dạ. Thì nói thì mình kêu mình nói bốc nó khác đúng không? Dạ. Đó là mình chứng minh chỗ đông người. Dạ. Có chủ nhà. Dạ. Thì mình ở xa đến đây rất là xa. Dạ. Đi từ sáng phải mấy 4 lần xe 5 lần xe mới tới được đây. Dạ. Cũng chả ai mời mình đến, tại là hiểu duyên mình biết mình dạ. Giúp đỡ thầy, giúp cho đỡ cho chủ gia ha thầy. Cháy mấy tháng này thì cháy tội hết rồi. Hôm nữa đây chủ duyên. Dạ. Thì căn duyên có thì mình đến đây giúp. Dạ. Cố gắng hết sức. Dạ. Hy vọng sẽ hôm nay nữa là xong. Dạ. Tụi con cũng rất mong thầy duyên này có thể giúp đỡ cho gia đình của cô chú Năm được tai qua nạn khỏi cái lần này. Cứ ăn ở gì mà cứ không ngủ ngơi gì được hết, canh mà lửa cháy hoài đâu có ai ngủ ngơi được. Tất cả đều có nguyên do. Dạ. Chứ không phải tự nhiên. Dạ. Thì mình cú mắc ở đâu thì mình gỡ ở đó. Dạ. Chứ không cứ để mà cái mù thịt thì nó họ cứ làm tao biết nhưng mà không biết gỡ như thế nào. Dạ. Càng làm sai thì nó càng nặng. Dạ. Dạ. Nếu biết cách gỡ thì nó cũng đơn giản thôi, không khó. Dạ. Cảm ơn thầy á thầy. Dạ. Đây là thầy ở phương xa của chú, cũng là không có ai mời hết nhưng mà thầy có coi trên YouTube. Thầy rất là thương gia đình của cô chú Năm, muốn xuống đây cũng đi mấy chặng xe rồi xuống đây để giúp đỡ cho cô chú Năm.
coi cái nhà cũng như là để cúng kiến có thể được hết cái vụ mà cháy này không. Đó thì Mạnh sẽ quay để gửi đến cô chú anh chị cũng như là cập nhật những cái thông tin về cái ngôi nhà của chú. Đó, giờ thầy nè, thầy giờ đang quan sát đó. Hôm nay đến đây thì các phần khúc mày khúc mặt ở đây, các công viên ở đây, thôi gia chủ thì cũng đã khổ quá rồi, thôi họ cũng biết lỗi, thôi không làm cho cháy hoặc là bất cứ thứ gì trong gia đình nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi hả? Dạ, để con coi thử. 3 giờ rưỡi rồi thầy. Rồi, bây giờ sẽ không còn cháy nữa nha. Được rồi. Bây giờ con cũng bị đồ để cúng cho. Dạ. Dạ. Hy vọng là được sẽ suôn sẻ. Dạ, giờ thầy là đang chuẩn bị sắp xếp đồ để cúng kiến cho cái ngôi nhà này của chú anh chị. Cúng thì cũng đơn giản thôi, không phải cầu kỳ gì hết. Dạ. Không có heo gà heo không. Hết gì hết thầy. Đơn giản thôi. Dạ. Cũng là một mâm nhỏ thôi là cúng thôi. Dạ. Không có bày vẽ. Dạ. Ra nhiều thứ. Dạ. Bày vẽ ra mà không đắc dụng gì thì vô ích. Dạ. Một phần là chủ gia không có tiền hết thầy. Dạ, kinh tế như hồi sáng mình bước vào mình nhìn trời ơi bày mâm đủ các thứ hết. Dạ, 6 món, 6 mâm thầy. Không phải chú kiếm cho gia chủ mà không kiếm cho người nào người kia nữa, nhiều thứ lắm. Dạ. Người ta cũng đôi lúc người ta cũng giúp mà. Dạ. Đều ở xe để giúp hết. Dạ. Thấy hoàn cảnh vậy để giúp thôi. Dạ. Chứ không mai tới để đòi tiền chủ nhà gì cả. Dạ. Ừ. Xe đi thì 4-5 chặng xe mới tới được đây chứ không đơn giản đâu. Dạ. Chờ. Là thầy cũng coi trên YouTube đó thầy. Ừ. Dạ thầy cũng thấy... coi YouTube của thằng Trường. Dạ. Trường thì nó hồi sáng giờ hẹn nấu để qua đây nhưng mà bên đó mưa. Dạ. Nó chưa qua được. Dạ. Thì giờ đến tối nó qua đây. Dạ. Thì thầy coi trên YouTube của cô chú thì thấy hoàn cảnh của gia đình của chú Năm á thật sự là quá đáng thương và tội nghiệp đi. Ừ. Cho nên thầy xuống đây hữu duyên để giúp đỡ cho gia đình của cô chú Năm cúng kiến có thể được giải được cái nạn này của chú. Rồi. Thôi. Dạ. Thì mọi người cứ theo dõi giờ anh tối xem như thế nào. Dạ. Thì mình chưa dám nói trước điều gì. Dạ. Hy vọng sẽ suôn sẻ mọi việc. Dạ. Con cũng mong thầy giải được cho gia đình của cô chú. Nhiều thầy đây rồi. Dạ. Mười thầy á thầy. Mười thầy á. Dạ. Mười thầy. Thầy quê ở đâu? Mình ở Gia Lai, Bình Lê Cư. Gia Lai, Bình Lê Cư. Thầy Nguyên. Hồ xa dữ vậy đó hả? Xa. Từ ngoài này rồi. Thầy xem trên YouTube đang để mình đi được. Mình cũng làm tấm gương thì mình đi khắp nơi giúp cho nhiều gia chủ. Dạ. Vướng mắc là phần âm. Dạ. Phần âm thì khó giải thích lắm, mắt thường thì không thể nào mà thấy được. Yeah. Thích thì nó vô cùng lắm. Yeah. Mà riêng ở đây thì mọi người thấy nó rõ rệt nhất đúng không? Yeah. Mắt thường nhưng bạn thấy được cái sự mà nó linh thiêng như thế nào. Yeah. Đúng không? Yeah. Thì người ở đây cũng biết rồi. Yeah. Cái này là thật sự cháy á thầy, chứ không có mà dàn dựng gì hết. Các phần âm ở đây. Yeah. Thầy cũng thấy là 4-5 cái dòng á thầy. 5. Yeah. 5 người ở đây. Yeah. Tại vì khu đây chắc trước kia cũng là thời chiến tranh á. Dạ. Thì chiến tranh thì sẽ có nhiều người mắc. Dạ. Yeah. Công viên thì họ sẽ ở tồn tại trên đất mà. Mình nói đơn giản thôi, mình vô tình mình mua đất làm nhà đi. Dạ. Yeah. Là ngày xưa ở trên đó có người mắc thì mình không có biết được. Dạ. Thăm hỏi đến đó thì mình vô tình mình làm cái nhà. Mình vô tình mạo phạm họ. Dạ. Yeah. Thì họ báo cho mình biết như vậy. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Chứ không tự nhiên, không có gì tự nhiên hết. Yeah. Có đầu có đuôi như thế nào thì mình phải vướng phải về phần âm như đó. Yeah. Thì vướng chỗ nào thì mình dạy ở đó, cứu ở đó. Yeah. Hy vọng sẽ suôn sẻ. Dạ, dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Thầy thì tụi con cũng xin thầy để hỗ trợ với thầy những gì tốt nhất. Rồi, cảm ơn gia đình. Cảm ơn thầy nhiều. Trước tiên thì con cũng muốn gửi lời cảm ơn thầy. Tại vì mấy hôm nay con ở đây thì cũng có rất nhiều bạn tới đây. Rồi cũng biết rồi, rất là thực vụ cho những anh em ở xa đến đây quay phim. Dạ. Thì cũng không phải ở gần để quay đúng không? Ở xa tất cả đều ở xa hết, chỉ riêng là đến đây biết và đến đây quay. Mong cho những người biết mà giúp được á, họ phải giúp đúng không? Phải cùng hãy nhờ các anh em làm YouTube này thì mình mới biết được nhà cô xảy ra những sự việc như này. Thì mình đến đây thì rồi, cảm ơn thầy. Từ Gia Lai thầy xuống đây thì thầy đi hồi sáng sớm luôn hả thầy? Không mình đi á. Dạ. Mình ở Gia Lai thì mình vào Biên Hòa rồi mình xuống đây
Dạ. Mà không có biết đường đi như thế nào hết. Đi phải 4-5 lần xe mới vô được tới nhà. Đi 5 lần xe á. Yeah. Đi xe đò á thầy. Ờ, đi xe đò. Đi 5 lần. Yeah. Xuống xe, lên xe, qua xe, kia xe, kia phải 5 lần. Mình sang phải 5 chiếc xe luôn ha. Xuống tới cái gì tiến tường rồi cũng biết đường nào vô á. Dạ. Gọi cho xe ôm. Chở vô đây. Dạ. Không biết đường đi. Dạ. Yeah. Thầy ở Gia Lai Kon Tum. Gia Lai, thành phố Bình Cù Gia Lai. Dạ. Kon Tum cách Kon Tum khoảng 60 cây nữa. Dạ. Pháp danh thầy là gì thầy? Gọi mình là Sĩ Hà. Sĩ Hà ha. Dạ. Giờ là thầy đang sắp xếp với cô chú anh chị là đang cúng. Thật sự là rất là mong cái này ngôi nhà của cô được không có còn nữa. Nó không làm bụi vừa giống như tiền ra giống cho của bà mẹ đúng không? Mà có điều rất là kỳ lạ luôn, trong khi đó là cái ghế mũ nhựa thì cháy ra bằng nhựa đúng không? Nhà không, tạt nước rồi nó gũi xuống giống như cái tàn cho của gì đó. Con không hiểu cái vấn đề luôn. Có hiểu lý do tại sao không? Dạ không biết này. Bây giờ ta giải thích luôn nha. Dạ. Khi người âm, đúng không? Họ cũng như mình, những người sống mà thôi, họ cần cái gì? Họ rất cần nhiều thứ. Đúng, cái bàn cái ghế họ vẫn cần. Dạ. Đúng không? Có ai đốt cho người ta cái bàn cái ghế không? Yeah. Làm như vậy cho người ta mà biết đó, họ đang thiếu thốn. Yeah. Ở đây yeah. Gia chủ đôi lúc không có để ý tới phần âm không biết được. Người trên âm thì họ đôi lúc họ đói khổ. Yeah. Họ cần cái nồi cái kia nhưng mà gia chủ thì không để ý tới. Yeah. Đôi lúc vì gia đình công việc không ai để ý tới phần âm trên đất mình có. Yeah. Khi mình sống trên đất có phần âm đó, thì nó xảy ra nhiều thứ đó. Không phải ngày 1, ngày 2 mà thấy được. Yeah. Nó kéo dài vài năm, vài chục năm, có khi hết cả cuộc đời mới nhận ra. Yeah. Thì đã quá muộn rồi. Yeah. Nghĩa là người âm họ quấy phá, mỗi cái phần âm họ quấy phá khác nhau, hiểu không? Quấy phá về công việc, về gia đình, đâu ở mình tật là chuyện bình thường. Yeah. Mà người bình thường không ai biết, cũng không ai lý giải cho thì hiểu. Ít người để đứng ra để lý giải cho mọi người hiểu đó. Yeah. Đó là phần âm. À, cho tới hiện tại, bây giờ là ngôi nhà này đã xảy ra là tầm trên 2 tháng. Những thành viên trong gia đình từ những trẻ em đến người già đều thấy những cái bóng đen rồi. Ngồi đó phía sau ngay chỗ mà cái cối xay đó thầy. Rồi đó, ta cũng có xem qua, ta cũng có nghe qua là thì như nãy mình nói đó, thì trên đất có âm thì ở đây họ ứng lên cho người, mọi người cùng thấy luôn, cả nhà thấy hầu như gần hết đúng không? Đó đó, đó, hết đó nghĩa là họ ứng lên cho thấy đó, cho thấy trực tiếp luôn. Chứ còn bình thường thì khó thấy đó, mắt thường thì khó biết đó, hoặc những người có căn duyên thì có thể nhìn thấy được. Ví dụ như mình, có thể mình không cần đến đây, mình ngồi ở nhà mình cảm biết ở đây có bao nhiêu vong. Đó là gọi là soi âm, soi thần âm. Yeah. Soi âm thì có thể mình giúp được cho các phong linh đó, đưa họ đi tu về tu tập, mong họ được siêu sinh siêu thoát, để được không phải vong mà tự nhiên mình tới mình đuổi người ta đi. Mình mời người ta đi. Đó, mình phải có chỗ tu tập cho người ta. Được. Mời người ta đi. Chứ không phải tới mình trắng yểm linh tinh hết, người ta không có chịu. Yeah. Tại sao mà người ta tới xong rồi gỡ cái lá bùa trên nhà ra, người có nghe không à? Dạ có. Người ta kêu gỡ cái lá bùa trên nhà ra không có tác dụng gì đâu. Yeah. Người ta cần tức giận thêm, đúng không? Có đúng không? Qua giờ dù dán lá bùa nhưng vẫn cháy đúng không? Dạ. Tháo ra rồi vẫn cháy. Ừ. Nói chung làm người ta tức giận, cái cách nào nó cũng cháy hết thầy. Ừ. Dạ, không thầy có trắng nghiệm họ. Dạ. Vong ma, vong quỷ, vong gì, bất cứ vong gì không trắng nghiệm người ta. Dạ. Mà mình cố hướng cho người ta con đường đi tu tập. Dạ. Mong người ta được siêu thoát. Đó là mình tạo phúc âm. Người mình tạo phúc cho âm. Dạ. Tạo phúc dương là người với người khác. Dù mình thấy người ta đói khổ mình cho tiền hoặc là mình giúp đỡ rồi họ. Dạ. Giờ tạo phúc dương. Dạ. Còn người âm thì mình tạo phúc âm, mình có thể hướng cho họ con đường đi tu. Dạ. Mong cho họ siêu thoát là mình tạo phúc âm. Dạ. Muốn tạo phúc thì cái tâm của mình thì có đã. Tâm. Dạ. Mình tạo phúc. Dạ. Có phúc thì có mình tạo phúc thì con cháu đời sau mới hưởng được phúc. Dạ. Chứ không tự nhiên phúc có tới đâu. Dạ. Phải biết tạo phúc, xong rồi biết tạo phúc. Dạ. Giúp cho người không phải cái phúc dương mà phải phúc âm nữa. Dạ. Đúng không? Phúc. Dạ. Âm khó hơn. Dạ. Âm thì hơi khó hơn. Có thể còn sống bình thường người dương có thể giúp đỡ nhau. Dạ. Ngày trong cuộc sống mình ra đường thấy người ta nghèo khổ, không phải là mình giúp, mình cho người ta tiền để họ giàu, phải không? Giàu được thì không cho người đó được. Yeah. Mình giúp ta qua cái khó khăn lúc đó thôi, người ta phải tự kiếm sống. Yeah.
đúng không? Không ai, không ai cho được cả đời. Dạ. Giúp là giúp cho họ, rồi cũng giúp vợ công ăn việc làm, đó là tạo phúc dương. Dạ. Đúng không? Đó. Dạ. Thầy ơi, thầy có chắc chắn rằng khi mà mình đã hóa giải rồi thì nó sẽ không bốc cháy nữa không thầy? Theo các bạn nghĩ thì được không? Chờ đi, giờ đến tối như thế nào, sau khi dạ, ta cúng dạ, xong dạ. Ta còn ở đây ngày mai cơ mà, không phải dạ, ta về luôn đâu, dạ, ta làm xong ở đây tối đêm nay luôn hả thầy? Qua ngày mai luôn. Dạ, dạ, dạ thầy ơi, thì theo cô Năm, cô Năm là người già ở đây thì cũng chia sẻ là những cái đời trước của cô Năm á, thì cũng một phần là đó là làm thầy mà tới đời cô Năm á truyền lại cho cô Năm, nhưng mà cô Năm không có chịu á. Thì theo người, nhiều người cũng nói á là tại cô Năm không chịu thi theo nghề á, bị hành đó thầy. Thì cái vấn đề đó như thế nào hả thầy? Không phải. Đó người ta chỉ suy đoán. Suy đoán đó thầy. Suy đoán. Còn cái nghề làm thầy đó là căn duyên. Căn duyên, không cần phải học, không ép được ai, tự động đến. Dạ. Không phải, ta ví dụ như nói nghiệp làm thầy, thầy thì không có phân biệt tuổi tác, không phải lớn nhỏ già trẻ mới được làm thầy đâu. Có lúc có đứa trẻ con nó làm được thầy rồi, và là thầy đó làm được việc âm á, đó là căn duyên của mỗi người. Còn ép người ta, bắt người ta học, học không có được, không có căn, không có duyên sẽ không học được. Tâm linh không phải cứ mang sách vở tới nhà người nọ, ông thầy nọ, thầy kia để học. Học như vậy gọi là học vẹt, bắt chước làm theo, thấy ông biểu cúng như này thì lạy như này như kia, không có tác dụng. Căn duyên phải có bề trên độ cho làm. Hiểu không? Dạ. Thầy ơi, khi mà thầy coi được những cái cước phim về hoàn cảnh của cô Năm ở đây, thì có cơ duyên nào mà đưa thầy đến đây ha thầy? Đó là xuất phát từ cái tâm. Đó là một gọi là làm tâm linh, gọi là thầy đi. Thực ra mình cũng không muốn là xưng thầy. Mình chỉ muốn là một người bình thường có căn duyên để giúp người ta thôi, chứ mình không có xưng thầy ở đây hả? Khi bước vô đây mình đã nói với mọi người là mình không xưng thầy. Nói với cô, với chủ nhà, nói với các vị thầy khác là mình không xưng thầy. Đây là căn duyên, mình thấy như vậy, đến giúp thôi. Dạ thầy ơi, cũng có một số ý kiến cho rằng là do là phía nhà của cô Năm á, thì ăn ở kiếp trước như thế nào đó thì kiếp này phải chịu. Thì thầy có suy nghĩ như thế nào về câu nói đó thầy? Đó chỉ là một phần thôi. Dạ. Một phần thôi. Còn thực chất là cái phần âm họ ở đây, nhưng mà mình cũng có biết. Yeah. Mình ví dụ khi đất này đất này, ví dụ như ngày xưa người ta mắc ở đây thì công họ tồn tại ở đây, mình làm cái nhà lên, mình đè đầu đầu cổ người ta, người ta chịu không? Yeah. Người ta chịu không? Không chịu, đúng không? Chẳng may mình vô tình mình xây cái làm nhà vệ sinh đè đầu người ta, người ta chịu không? Yeah. Không chịu, đúng không? Mình ví dụ như vậy đi. Yeah. Tại sao mời các thầy tới trắng yểm nó lại càng cháy to thêm, đúng không? Tại sao các thầy tới lại càng cháy to, không trắng yểm? Nên mình nói, mình có nói là không, không, mình không trắng yểm. Nên các thầy mà muốn làm việc á thì thôi thúc làm cho cái ông mình làm sao cho cái ông đó họ đi tu, hướng họ đi tu để họ siêu thoát, chứ mình không trắng yểm họ, không muốn đánh hồn siêu thoát tán hay là hại gì cái ông đó hết, hiểu không? Thì ông đó họ mới nghe được. Tới không phải là trắng yểm nội kia, họ càng tức giận thêm. Tức giận thì các bạn thấy đó. Yeah. Một trái hả? Đúng không? Yeah. Và hiện tại thì gia đình mà có mảnh đất này được gọi là cái mảnh đất xấu đi thầy. Vì thế mà bây giờ gia đình không ở trên cái mảnh đất này nữa, phá nhà đi và gia đình sẽ dời đến một cái nơi đó, nào đó ở thì được không hết thầy? Khi mình đã mạo phạm người ta rồi, người ta theo bên người rồi, đúng không? Như các bạn biết máy bay là cô thì đi thuê nhà cho khách ở bằng cháy, đúng không? Dạ đúng rồi. Lên cái lên nhà thầy nào đó bằng cháy cái nhà thầy, đúng không? Dạ. Đó có rồi, bong họ theo bên người rồi. Khi mình vào phải một cái gì đó rồi, thầy hóa giải, thầy gửi tắt nút từ đâu, chứ không phải là bỏ lên đi chỗ khác là xong. Cho dẫn theo hả thầy? Mình đi đến đâu thì đó là mình mạo phạm rồi. Dạ. Còn có những mảnh đất mà mình không ở nữa, mình đi chỗ khác thì không vấn đề gì, tùy. Dạ. Tùy bong thôi. Còn đây là mình mạo phạm một cái gì đó rồi. Dạ. Đó. Dạ. Cho hỏi thêm một câu là hiện tại trong tất cả thành viên trong gia đình này, nếu như không ở đây mà cho một người nào lạ nào đó vô đây ở, thì cái người lạ nó vô trong đây ở một mình á, không có người nhà trong đây thì có đợt nào có cháy không, người lạ không? Người ta không ở được, đất có âm rất là khó ở. Nếu mình biết cách thoát giải, mình có thể gọi vong nó lên, mình đưa họ đi tu ở tu tập là bình thường. Chúc thầy trong cái buổi tối của chiều hôm nay có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình để mà gia đình có yên ổn dọn đồ trong đây, để có những giấc ngủ ngon và gia đình có thể mà đi làm những công việc để mà
điểm trình thu để mà cho các bé đi học này kia. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn thầy nha thầy. Hôm nay nữa là mọi việc sẽ suôn sẻ. Dạ dạ. Gia chủ cũng bình an. Dạ rồi. Cảm ơn thầy. À, quý chú thôi thì mình cũng xin kết thúc video hôm nay. Mình sẽ cập nhật những thông tin sau từ đây tới chiều thật sự còn cháy hay không. Và mình xin chào và hẹn gặp lại quý chú anh chị ạ.